Wow, xin chào bạn, tôi là Dương Đăng Phúc. Thì trong video này Phúc sẽ chia sẻ với bạn một cái nền tảng để bạn có thể tự tạo cho mình một cái cửa hàng trực tuyến để mà có thể bắt đầu kinh doanh. Ok, thì cửa hàng trực tuyến này bạn chỉ mất khoảng 5 phút để đăng ký thì bạn đã có một cái cửa hàng và rất nhiều sản phẩm để bạn có thể kinh doanh về kiếm hoa hồng. Ok, đây là một cái trang web của Phúc đây. Và phòng mua sắm ở đây nó sẽ liệt kê những cái sản phẩm. Thì sản phẩm của nó sẽ lấy từ các trang như là Amazon, eBay, Lazada. Ở Việt Nam mình có Lazada thì bạn có thể kiếm tiền từ những cái sản phẩm này. Và khi một người nào đó họ mua một sản phẩm mà bạn bán thì bạn sẽ nhận được 20% hoa hồng trên cái giá sản phẩm đó. Okay. Ví dụ như cái TV này khoảng 2 triệu thì bạn nhận được 20% của 2 triệu là khoảng gần 4 của khoảng là 400 nghìn Việt Nam đồng. Ok, đây gần 2 triệu thôi. Rất nhiều sản phẩm thì ở đây thì bạn thể xem một số sản phẩm thường xem thì nó sẽ hiển thị cột trái này để được xem gần đây. Thì số sản phẩm hiện tại là 10 triệu sản phẩm từ hơn 1.000 thương hiệu khác nhau. Lấy ví dụ chúng ta xem một cái tivi chẳng hạn, xem sản phẩm đây thì chúng ta đăng ký rất đơn giản, thì sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký. Khi chúng ta vào chúng ta xem sản phẩm, những cái sản phẩm mà chúng ta xem gần đây nó hiển thị bên này. Ok, ngoài ra có một số mục quảng cáo các nhà tài trợ thì giao diện rất đơn giản, bạn bấm vào chúng ta xem sản phẩm này có hình sản phẩm, giá, tình trạng như thế nào, thông tin của sản phẩm, shop bây giờ thì nó sẽ liên kết qua, bạn xem nó sẽ liên kết qua trang Lazada ở đây. Và cứ mỗi đơn hàng bạn bán được thì bạn sẽ nhận được 20% hồng. Ok, rất là tuyệt vời. Về cái công việc thiết kế về chúng ta có một website này rất đơn giản, chúng ta chỉ việc đăng ký thì nó sẽ những cái sản phẩm này nó sẽ tự động có trong cái nền tảng website của bạn. Thì giá ở đây là 4 triệu 2, khi qua đây thì này giá thậm chí nó còn thấp hơn, bởi vì nó có những cái chương trình khuyến mãi thường xuyên diễn ra ở đây. Ok, tiết kiệm 16%. Thì nếu bạn muốn bán trực tiếp ở Việt Nam thì chúng ta bán những cái sản phẩm này nó sẽ dẫn qua trang Lazada và sau đó họ sẽ thống kê cái hoa hồng cho chúng ta. Ngoài ra thì có một số cái web khác như Amazon, eBay thì có những sản phẩm trên này. Rồi bạn có thể kiếm thêm từ những cái sản phẩm Amazon, eBay, vân vân. Thì tiếp đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn để đăng ký một cái tài khoản. Chỉ vài thao tác đơn giản là chúng ta đã có một cửa hàng có khoảng hơn 10 triệu sản phẩm để mà chúng ta có thể kinh doanh. Ok, lý tưởng để bạn có thể kinh doanh ở Việt Nam, nếu bạn chưa có một sản phẩm nào thì chúng ta có thể đăng ký ngay và chúng ta có thể bán những cái sản phẩm này để nhận hoa hồng. Ok, chúng ta chỉ việc chọn một sản phẩm mà chúng ta giới thiệu trên Facebook. Sản phẩm phần lớn chiến lược chúng ta bán là chúng ta sẽ sử dụng Facebook và chạy quảng cáo Facebook Ads, chạy những cái chương trình khuyến mãi để mà chúng ta có thể sell. Chúng ta sẽ điều hướng về trang này và khi mua hay bấm vào shop bây giờ thì nó sẽ dẫn qua Lazada. Ok, với những chương trình khuyến mãi thì nó có giới hạn về thời gian cho nó sẽ khuyến khích hành động hơn và sẽ giúp bạn có thể nhận được nhiều cái hoa hồng hơn. Ok, và sẽ hướng dẫn các bạn để tạo một tài khoản. Và đây là giao diện của cái nền tảng Bazy. Ok, thì bạn sẽ dưới video này có một cái đường link, thì bạn bấm vào đó thì chúng ta sẽ dẫn qua cái địa chỉ này ordinal.bazy.net. Ok, duyệt shopiness, sau đó bạn như việc hoàn thành cái form này để chúng ta có thể có ngay một cái shop với hơn 10 triệu sản phẩm. Chỉ khoảng vài phút đăng ký này chúng ta đã có shop và chúng ta có thể trực tiếp kinh doanh. Thì nếu bạn là người mới bắt đầu thì bạn có thể kinh doanh với nền tảng này, còn nếu là bạn đã có những cửa hàng rồi thì bạn có thể tạo thêm thu nhập từ những cái
trang thương mại điện tử này với số lượng sản phẩm khổng lồ. Okay. Sau đó chúng ta sẽ việc điền thông tin chúng ta vào, thì nó sẽ dựa vào cái trình duyệt của bạn, nó sẽ lưu những thông tin này, chúng ta điền rất là nhanh. Email để điền vào. Ok, mật khẩu để điền vào. Thì commission hoa hồng chúng ta sẽ nhận được từ 20% trở lên. Có thể những cái gói khác này sẽ nhận được đến 70% hoa hồng cho cái sản phẩm mà chúng ta bán. Okay. Thì hoa hồng thấp nhất là khoảng 20%. Đây là một shop nữa. Thì bạn có thể chuyển thành tiếng Việt ở đây để chúng ta có dễ theo dõi hơn. Sau đó chúng ta chỉ việc chọn cái ngôn ngữ, chúng ta chọn Việt Nam. Thì sẽ hướng dẫn cho bạn cái kỹ thuật để bạn có thể kiếm tiền với cái nền tảng này, để chúng ta có thể gia tăng được dòng thu nhập. Chúng ta sẽ bán phần lớn ở trên Lazada, bán ở Việt Nam. Ok. Chủ shopping shop domain. Thì bạn sẽ chọn một cái shop domain thì nó sẽ cung cấp cho bạn giống như cái địa chỉ website. Thì Phúc đã có một cái tên miền là sản phẩm chất lượng, thì Phúc sẽ lấy thêm sản phẩm giá tốt. Chúc mừng, nếu mà nó duyệt này nó sẽ đánh dấu về đây. Ok, thì bạn có thể, nếu bạn truy cập nhanh thì chúng ta sẽ chọn được những cái tên miền đẹp, những cái tên gọi đẹp, nên nó sẽ thu hút hơn. Ok. Ok, ở đây chúng ta đánh vào sản phẩm nhé. Tốt không? Thì chúng ta sẽ có hai tên miền, một tên miền là bayzi.com và bayzi.net. Phẩm ra tốt, sẽ giúp mừng. Xin mời website address. This for now, you can now begin. Box office, thì nó sẽ chuyển về cái giao diện nền tảng dashboard để chúng ta có thể quản trị. Ok, nó hoàn toàn là bằng tiếng Việt. Ok. Ok. Sau đó bạn vào cái email của bạn dùng để đăng ký, thì chúng ta sẽ có một cái email của Bayzi, nó sẽ lưu lại cái thông tin tài khoản của bạn để bạn có thể theo dõi. My shop quảng cáo của tôi, thì trong học Facebook Mastery 4.0 sẽ hướng dẫn các bạn những cái chiến lược Facebook Ads để chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh với nền tảng Bayzi này. Ok. Thì hôm nay là ngày cuối cùng Phúc cung cấp cái bộ phần mềm Facebook marketing cũng như là chiến lược để bạn có thể xây dựng đế chế kinh doanh thương mại điện tử. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, do đó nếu bạn quan tâm thì bạn cũng phải hành động là nhanh để Phúc có thể hướng dẫn cho bạn chiến lược để bạn có thể vận hành cái nền tảng Bayzi cũng như kiếm tiền. Ok, từ cái nền tảng này. Thế đây có những cái thống kê để xem được cái hoa hồng của bạn. Ở đây có những cái phần để bạn có thể chia sẻ trang web. Okay. Để chúng ta lên, chúng ta sẽ truy cập cái địa chỉ website của bạn. Thì điều lưu ý ở đây thì bạn sẽ truy cập cái địa chỉ nằm phần này. .bz thì bạn thay bằng .vn bằng .com, thì sẽ demo cho bạn. Chúng ta sẽ phần youtube.bz.com ở đây. Ok, thì nó sẽ vào cái giao diện này. Chúng ta sẽ chuyển lại thành Việt Nam. Change country Việt Nam. Thì nó sẽ vào đúng cái tên miền sản phẩm youtube .bz.vietnam.com. Thì đây là website của bạn. Ok. Thì có hai phần lưu ý thêm. Một là ở đây, bạn có thể đăng nhập chủ cửa hàng ở đây. Sau đó thì bạn có thể vào phần mục mua sắm, như vậy là
bạn đã có ngay một cái website và chúng ta có hơn 10 triệu sản phẩm để mà chúng ta có thể kinh doanh. Thì cơ chế hoa hồng bạn chỉ việc bán thôi, tập trung vào marketing Facebook Ads, những cái hoa hồng thống kê thì cái hệ thống này nó sẽ tự động cập nhật cho bạn. Thì chúng ta sẽ bán thông qua những chiến dịch khuyến mại quảng cáo, chúng ta chạy Facebook Ads. Đây thì là phần để bạn login cái tài khoản của bạn vào phòng quản trị. Ok, nếu nó sẽ không cái lưu tài khoản của bạn, mỗi lần login nó sẽ yêu cầu bạn phải đăng nhập lại để bảo vệ tài khoản này. Ok, rất nhiều sản phẩm rồi bạn có thể đánh lên ở đây, ví dụ chuột, máy tính. Thử xem. Ok, dừng đánh vào. Thì phần lớn những cái sản phẩm này nó liên kết với Lazada, chúng ta chỉ việc bán và nhận 20% hồng. Rất là tuyệt vời. Nếu bạn chưa có sản phẩm nào thì chúng ta còn phải đăng ký ngay một cái website này hoàn toàn miễn phí, chỉ khoảng 5 phút đăng ký thì chúng ta đã có ngay. Và sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta sẽ kiếm tiền trực tiếp từ cái nền tảng Byte này trong học Facebook Marketing 4.0. Như đã nói ở phần trước thì hôm nay là ngày cuối cùng là Phúc mở học Facebook Marketing 4.0 và hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền từ nền tảng này, cũng như bạn sẽ nhận được những cái phần mềm Facebook Marketing hỗ trợ. Do đó bạn cần phải hành động nhanh trước khi Phúc đóng lại nhé. Xin chào bạn, hẹn gặp bạn ở trong khóa học nhé.